Một tuần trước anh em chúng tôi đã có tưới một lần cái thuốc kích rễ để mà giúp cho sầu riêng chúng ta nó nhú đọt ha bà con, và giúp cho cái cây tàn sầu riêng chúng ta nó lên màu và nó lấy sức sống lại ha. Vì trước đó là trồng khoảng chừng 6-7 tháng cho vườn, chúng ta không có làm cho sầu riêng chúng ta nó phát triển được, nó không có lớn nổi ha. Thì sau khi đã tưới được một cử khoảng chừng 7 ngày một tuần lễ bà con, thì bà con xem những cái chi tàn chúng ta đã lên màu và những cái mầm đọt chúng ta bắt đầu nhú ha. Đây đó, những cái mầm đọt chúng ta đã bắt đầu nhú đây đây, nó con xem ha. Thì sẽ có một cái cây cũ để cho bà con mình xem để so sánh là cái cây hồi tuần rồi nên chúng tôi đang tưới về cái cây sau khi tưới ha. Đó, cho bà con mình so sánh về cái hiệu quả của cái dòng thuốc khi mà tưới ngoài cây, cũng như là giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó phát triển nó nhú đọt ha. Đó con xem ha. Thì xong từng tưới thì cơ bản là nó đã có hiệu ứng đây. Những cái mầm đọt chúng ta, mầm lá chúng ta đã nhú hoàn toàn ha. Và cây chúng ta nó đã được lên được cái màu, nó sáng hơn và nó có sức sống nè. Đó. Thì để giúp cho cây sầu riêng này chúng ta nó bung tược, bung tàn hoàn toàn sau khoảng một tuần nữa, thì anh em chúng tôi hôm nay sẽ tưới lại cho cây chú vườn chúng ta cây sầu riêng này ha, và giúp cho cái tàn tược chúng ta và những cái mầm đọt ta nó sẽ nhú, nó sẽ bung ra hoàn toàn ha bà con, và giúp cho sầu riêng chúng ta nó sẽ bung tàn và nó sẽ lớn lên ha. Vì trồng 6-7 tháng rồi nhưng mà chú vườn nhiều khi theo anh em chúng tôi dự đoán là cái sầu riêng này không phải 6-7 tháng đâu bà con. Tính ra chú vườn nói 6-7 tháng nhưng mà thực sự cái sầu riêng bà con xem nè, đối với cái gốc như thế này và cái vị trí bo nó liền hơn phân nửa như thế này, thì anh em chúng tôi dự đoán cái cây sầu riêng này trên một năm chứ không có phải 6-7 tháng đâu. Tại vì chú vườn nhiều khi nói để mà hơi ngại á bà con, cho nên là nó 6-7 tháng nhưng chắc cây sầu riêng này trồng cả hơn năm rồi nhưng mà nó không phát triển đó. Thì anh em chúng tôi tiến hành để cho tưới lại để giúp cho sầu riêng chúng ta nó bung tàn bung tược hoàn toàn luôn ha. Đây bà con xem cái vị trí này nè, thì hồi tuần rồi tưới thì cái lá này là lá màu vàng. Đó, những cái đốm vàng trên lá nó xuất hiện và cái lá rất là mỏng, rất là còn non, rất là mỏng ha. Và sau khi tưới được một tuần thì cái lá này đã chuyển sang màu xanh dày đậm, và cái lá chúng ta nó đã chuyển sang màu xanh ha. Những cái đốm vàng từ từ nó đang mờ dần và chúng ta đã lấy được cái màu xanh của lá. Thì sau đây chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tưới để nó sau một tuần lễ nó sẽ bung những cái mầm chồi, mầm đọt ra ha bà con. Đây con xem ha, mầm đọt ra lên cũng rất là mập ha. Thì cái vị trí này cái về cái đường kính của cái đọt chúng ta nó đã cơ bản nó bung ra và nó mập hơn vị trí mà hồi tuần rồi này chúng tôi tưới thuốc ha. Thì giờ xong từng tưới nó đã có hiệu quả. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tưới cho chú vườn chúng ta thêm một lần nữa để giúp cho cái tàn tán cây chúng ta nó sẽ bung ra hoàn toàn ha bà con. Đó. Thì vị trí cái mô thì như bà con cũng biết thì chú vườn chúng ta trồng rất là sâu, trồng ngập sâu. Cái vị trí đầu đó ngay đây nè, chú vườn chúng ta trồng ngập rất là sâu. Thì hồi tuần rồi anh em chúng tôi đã tới và anh em chúng tôi đã giúp cho chú vườn chúng ta phá mô ra để cho cây sầu riêng chúng ta nó cân bằng về cái vị trí gốc bầu cũ hồi xưa, cho nó ngang cái mặt bờ lại không con. Vì trước đó chú vườn chúng ta trồng quá lâu mà để nó ngập quá lâu như thế này thì sầu riêng chúng ta nó không lớn nổi ha. Đó, thì chúng ta đã cơ bản nó phá mô và tưới thuốc một cử rồi, thì nó đã có hiệu ứng và hôm nay chúng ta sẽ tưới tiếp theo một cử nữa ha. Đó, để mà sửa cái mô lại, phá mô để giúp cho cây sầu riêng chúng ta lấy lại cái vị thế cân bằng của cái vị trí cái mặt bầu cũ ngay với mặt mô hồi xưa á, thì chú vườn chúng ta làm chắc có thể là nó hơi nhiều việc quá, chú vườn chúng ta quên cái vấn đề về khi mà tưới thuốc hồi tuần rồi xong chú vườn lại không có tưới nước để mà giúp cho cái mô chúng ta nó phát triển và để nó bung ra ha. Nào con xem nè, đây đã tưới thuốc rồi tuần rồi mà chú vườn chúng ta hầu như là không có tưới nước lại bà con. Đó, con xem nè, ở dưới đây nó khô gan luôn ha, khô quảnh luôn ha. Đây này, đất nó còn nóng nữa nè, chảy một cái đám mưa rồi mà chụp xuống đây là cục đất này còn nóng luôn nè, chứng tỏ là khoảng chừng 5-7 ngày trở lại đây là chú vườn chúng ta không có tưới nước nè. Nó sau khi anh em chúng tôi đã tưới kích rễ hồi tuần rồi thì đáng lẽ chú vườn chúng ta phải tưới nước đều đặn giúp cho sầu riêng chúng ta nó bung rễ cũng như là nó giúp cho sầu riêng chúng ta phục hồi ha, nhưng mà chú vườn chúng ta lại không có tưới nước. Cái hiệu ứng nhũ như cái mầm đọt này á, lý do là cái hiệu ứng của thuốc chúng ta đã tưới hồi tuần rồi nó mới bung ra bà con. Chứ thật sự nếu mà chú vườn chúng ta mà tưới nước đầy đủ thì nó sẽ còn đẹp hơn ha bà con. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tưới thêm một cử nữa để giúp cho sầu riêng này chúng ta nó bung tàn luôn ha. Đây. Hôm nay thì chú vườn không có màu vườn, anh em chúng tôi đi ngang qua thì cũng tình cờ quay lại để xem coi chú vườn chúng ta xử lý như thế nào về vấn đề sau khi phục hồi. Nhưng mà chú vườn chúng ta còn mắc cái lỗi là sau khi anh em chúng tôi tưới, chú vườn chúng ta không có tưới nước đầy đủ để giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó giữ ẩm mô cũng như là nó bung rễ ra ha. Bây giờ chúng ta sẽ tưới lại, mình sẽ tưới nước lại để cây sầu riêng chúng ta, cái mô đất chúng ta nó có đủ nước ha. Dạ nè, chúng tôi sẽ tưới cho chú vườn chúng ta thêm một cái cử thuốc kích rễ nữa.
Và từng rồi tưới thuốc thì không có cho bà con mình coi hiệu thuốc. Lý do là muốn khi mà anh em muốn tưới xong thì qua tuần sau khi mà cây chúng ta nó có hiệu ứng rồi thì hãy cho bà con xem cái hiệu thuốc để bà con mình dựa vào đó để mà đối chứng luôn. Cho nên là khi tưới anh em chúng tôi không có đưa cho bà con hiệu thuốc chính xác ha. Thì bây giờ anh em chúng tôi sau khi đã tưới được tuần lễ thì cơ bản cây chúng ta nó đã có cái hiệu ứng xanh lá cũng như là những cái mầm đọt mầm chồi chúng ta đã nhú ha. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi đối với cái thuốc có hiệu ứng rồi thì anh em chúng tôi quyết định cho bà con mình xem cái tham khảo về vấn đề thuốc anh em chúng tôi tưới. Thì đây là cái dòng hữu cơ của Na Uy, đây là cái dòng phân bón hữu cơ nhập khẩu của Na Uy ha. Thì đây là cái dòng dinh dưỡng để giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó kích thích hoạt động bộ rễ ra, cho nó bung rễ ra ha bà con. Và cái rễ chúng ta nó bung ra như thế thì cái quá trình trao đổi chất cũng như là hoạt quá của cây chúng ta nó sẽ xảy ra mạnh hơn và giúp cho những cái mầm đọt ta nhú ha. Đó. Và cái dòng hữu cơ của Na Uy này thì bà con mình tưới một thùng vòi 10 lít, 7 tới 10 lít bà con mình pha khoảng 10 cc ha. Thì hôm nay cũng có cống thì anh em chúng tôi pha lại tương tự như cái từng rồi, là cái vị trí của cái chai này thì chúng ta sẽ tưới thùng vòi 10 lít là 10 cc, mỗi cc là 1 lít nước ha bà con. Đó. Đây. 10 cc ha. Thì đây. Thì cái nắp này thì tương đối nó khoảng chừng 20 cc, thì anh em chúng tôi sẽ pha nửa nắp ha. Đây. Rót vào. Cái nắp lại. Rồi. Đây là cái dòng hữu cơ của Na Uy, thì cái dòng này là chuyên để kích rễ nha bà con. Chuyên để kích thích cho nó nhú những mầm rễ ha. Và cái dòng tiếp theo là cái dòng amino. Cái dòng này thì nguyên liệu của nó nhập từ Pháp nha bà con. Thì cái dòng này là chuyên giúp cho sầu riêng chúng ta nó xanh lá, nhú mầm cũng như là tưới để cho nó bung những cái mầm chồi mầm đọt và rễ chúng ta nó sẽ được nhử rễ, kích rễ ra, kéo dài ra ha. Đây là cái dòng dinh dưỡng cung cấp dinh dưỡng dễ tiêu trực tiếp cho cây ha bà con. Đây là cái dòng dinh dưỡng mà dạng hữu cơ nhập trực tiếp của Pháp. Còn nếu như bà con mình mà tưới những cái dòng cũng amino nhưng mà nhiều cái dạng amino nha bà con. Nhiều khi bà con mình tưới những cái dòng amino của Việt Nam hoặc là những cái dòng amino của châu Á hoặc là những cái gốc của nước khác á, thì nhiều khi nó sẽ không có được cái hiệu ứng tích cực như cái dòng amino của Pháp này ha. Tại vì cái dòng này nó có hàm lượng lăng dễ tiêu, giúp cho cái rễ chúng ta nó mập nó khỏe bà con ha. Và những cái dòng amino vừa phải khoảng 25% để giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó nhú rễ tới đâu và nó mập và nó bung rễ màng ra tới đó ha bà con. Và những cái vị trí khi mà con tưới á, là cái lá chúng ta rất là xanh rất là đậm, nó không có tình trạng mà cái lá chúng ta nó kéo dài hoặc là nó mỏng lá ha. Cái lá xanh rất là đậm rất là đẹp đó. Đó, bà con mình cùng để ý ha. Thì vấn đề đó bà con mình chúng ta cần phải quan tâm về vấn đề mà cái nguyên liệu sản xuất những cái dòng amino này để mà bà con mình lựa chọn cho phù hợp ha. Thì đây là cái dòng amino để giúp cho bà con mình tham khảo thôi, là dòng amino của nhập của Pháp ha. Đó. Thì chúng ta sẽ giúp cho chủ vườn mình tưới thêm cư nữa. Thì sau đây thì chúng ta sẽ pha, và vị trí thì cái nắp này cũng tương đối khoảng 20 cc, thì chúng ta sẽ pha nửa nắp ha bà con. Đây. Cái dòng amino này thì nó rất là thơm. Thơm cái mùi đặc trưng nguyên liệu của Pháp luôn đó bà con. Đó. Tại vì cái dòng này chuyên để phục hồi cây, còn những cái dòng amino dạng hóa học đó bà con, hoặc là những cái dòng đạm dạng hóa học á, NPK dạng hóa học mà chứa đạm cao á, bà con mình chỉ được phép phun khi cây chúng ta nó khỏe mạnh thôi ha, để giúp cho nó bung tàn bung tược. Tại vì những cây khỏe mạnh thì những cái dòng hóa học thì nó có thể chuyển hóa được, còn những cái dòng cây mà nó yếu á bà con, nó suy á, thì bà con mình bắt buộc phải xài những cái dòng mà dinh dưỡng mà cung cấp trực tiếp dạng hữu cơ nha, để giúp cho cây sầu riêng chúng ta nó hấp thu một cách dễ dàng và nó sẽ bung tàn bung tược, chúng ta nó không có cây ngộ độc ha. Đó. Đây. Đó thì lần này thì bà con mình không cần phải tưới thuốc bệnh, chúng ta chỉ cần tưới kích rễ để mà cung cấp dinh dưỡng thêm cho cây để nó bung tàn bung tược thôi. Đó. Đây. Này trời tối rồi anh em chúng tôi tưới một cây này cho bà con mình xem lại ha. Đây. Nên đi trên đường thì tình cờ ghé những cái vườn của chú này thì quay lại xem để tưới thêm cho chú một cử nữa. Đó. Đây con xem ha. Đây. Thì cái dòng kích rễ này bà con mình chúng ta tưới chúng ta quan sát chúng ta cái vị trí thuốc chúng ta tưới phía ngoài ha, chúng ta không tưới ngay gốc. Và sau khi mình tưới thì
mình cứ giữ đây để cho cái thuốc chúng ta nó phải thấm đều trên vị trí của cái mặt mô. Và sau khi tưới thì khoảng ngày mai chủ vườn chúng ta tưới lại để giúp cho cái thuốc chúng ta nó loang chảy đều trong vị trí vùng mô cũng như là những cái vị trí cái tầng rễ dưới ha. Thì sau 7 ngày nữa thì những cái mầm đọt ta sẽ nhú hoàn toàn. Thì có dịp anh em chúng tôi trở lại cái vườn, có đi ngang cái đường này anh em chúng tôi sẽ quay lại qua quay cái cây này để xem cho bà con mình xem vị trí sau khi tưới lần này thì khoảng chừng 7 tới 10 ngày nữa là những cái mầm đọt ta nó bung ra hoàn toàn ha, nó không có cái vị trí này nè. Nhú vị trí này nữa sau 7 ngày nữa nó sẽ bung ra hoàn toàn cho bà con mình ha. Và cây này chúng ta nó sẽ bung tại bung tược khỏe mạnh trở lại. Đó. Thì đó là cái vấn đề về cái cây sầu riêng này anh em chúng tôi tưới ha. Nó còn cây nữa nhưng mà tối rồi anh em chúng tôi chỉ tưới cho bà con cây để quay lại tham khảo. Thì mọi cái thắc mắc cũng như là những cái góp ý thì bà con mình có thể liên hệ trực tiếp với anh em chúng tôi ha. Rồi xin chào bà con.